Việc Hương Harigon khóc rưng rức vì ông bố trẻ điển trai bán máu nuôi hai con thơ. Việc Hương Harigon đại nghĩa rưng rưng khi nghe người cha bán máu kể lại hành trình nuôi con gian nan. Tối 19 tháng 6, trong chương trình Là Vợ Phải Thế tập 11, bên cạnh tâm sự của nam ca sĩ Ân Đại Vệ về hành trình một mình nuôi cô con gái bé muối, thì một nhân vật khác đã gây xúc động mạnh không kém với khán giả. Đó là anh Trí Bình, 35 tuổi, cùng hai cô con gái của mình. Chuyện anh Bình từng bán máu nuôi con và những tháng thăng trầm trong gai của một ông bố đơn thân trong cuộc sống đời thường đã khiến ba MC của chương trình Việt Hương Harigon Đại Nghĩa không ngăn được nước mắt. Từng có quá khứ gia đình cơ cực, Việt Hương không kìm được cảm xúc khi nghe câu chuyện của ông bố đơn thân này. Đến tham gia show cùng hai cô con gái, chàng trai 35 tuổi gây bất ngờ với ba ngôi sao Việt khi các con gái, anh khoe bộ áo dài đang mặc trên người do chính bố mình may. Chia sẻ với Việt Hương, người bố trẻ đầy nghị lực này cho biết anh không có một công việc cụ thể mà vui tính khoe rằng mình làm nghề thợ đụng, đụng gì làm đó, miễn là lương thiện và đảm bảo thời gian đưa đón chăm sóc hai con gái. Thiếu vắng hình bóng của người phụ nữ trong gia đình khi hai con còn rất nhỏ, anh quyết định tập cho cô con gái lớn sống tự lập, tự nấu ăn cho bản thân và em gái khi bé chỉ mới vừa 6 tuổi. Đồng cảm với hoàn cảnh của khách mời, Việt Hương bỗng nhiên bật khóc nức nở. Nữ nghệ sĩ tiết lộ quá khứ cơ cực của chính gia đình mình khi một tay mẹ cô phải chăm lo cho hai chị em Việt Hương và chị hai của cô đã phải tập nấu ăn cho gia đình lúc mới 7 tuổi. Một thân một mình gồng gánh hai đứa con thơ. Tài chính là một vấn đề nan giải đối với người bố trẻ này. Anh Bình từng không còn quyết định nào khác ngoài việc chọn cách đi bán máu để kiếm tiền nuôi con. Anh thậm chí bỏ qua lời khuyên của bác sĩ chỉ được bán máu một tháng một lần và cắn răng chịu đựng bán đến tận 3 lần ở 3 bệnh viện khác nhau vì những bữa cơm no đủ cho hai đứa con gái bé nhỏ ở nhà. Mỗi lời nói, mỗi sự ngập ngừng trong lời kể của người bố này chạm vào sâu tận cảm xúc của ba người MC khiến Việt Hương, Harry và Đại Nghĩa đều không kìm lòng được trước tình phụ tử thiêng liêng ấy. Quá bất ngờ vì con trai, con gái của Đàm Vĩnh Hưng đã lớn từng này rồi, tặng món quà đặc biệt nhân ngày của cha. Ông Hoàng Nhật Việt xúc động và khoe với khán giả hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Hiện tại Đàm Vĩnh Hưng đang có chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ. Bận rộn là vậy, nhưng anh vẫn hào hứng khoe với khán giả món quà đặc biệt được con trai và con gái nuôi tặng. Được biết hai bé Huỳnh Như và Tín đã ra sân bay đón ba nuôi Đàm Vĩnh Hưng và tặng cho anh món quà cả hai từ tay mua khi được gia đình đưa đi chơi tại Hollywood trong những ngày ông Hoàng Nhật Việt đi diễn xa. Con trai và con gái nuôi Đàm Vĩnh Hưng tại sân bay tặng anh món quà nhân ngày của cha. Theo đó, món quà được bé Huỳnh Như và bé Tín tặng cho Đàm Vĩnh Hưng là một bức tượng được mô phỏng từ tượng vàng Oscar và có dòng chữ Best Father, tạm dịch, người cha tốt nhất. Nhận được món quà từ các con, nam ca sĩ xem đây là hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Rất cảm động vì là ngày lễ của cha, nó giá trị như những giải thưởng danh giá ba Hưng từng đoạt được trong sự nghiệp. Cảm ơn hai con. Giọng ca biển tình hạnh phúc chia sẻ. Là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống sang chảnh giàu có nhất nhì showbiz Việt, Đàm Vĩnh Hưng sở hữu nhiều tài sản đắt giá như biệt thự 60 tỷ đồng, hay gần nhất là mẫu xe Cadillac chuyên dành cho các nguyên thủ quốc gia. Mr. Đàm có thể thoải mái mua sắm bất cứ thứ gì bản thân thích. Nhưng anh lại vô cùng hạnh phúc khi nhận được món quà từ hai con nuôi của mình. Huỳnh Như và bé Tín đều là con của em gái ruột Đàm Vĩnh Hưng, được anh nhận nuôi từ khi mới lọt lòng. Dù là con nuôi, nhưng ông Hoàng Nhật Việt xem cả hai bé như con ruột và hết mực cưng chiều, luôn dành điều tốt nhất và thường xuyên ở bên cạnh Huỳnh Như, bé Tín mỗi khi có thời gian. Được ba Hưng cưng chiều, nhưng Huỳnh Như và bé Tín vẫn cố gắng học tốt, rất ngoan ngoãn lễ phép, nên cả hai là niềm tự hào của ba. Thường xuyên được anh khoe với khán giả của mình, Huỳnh Như và bé Tín cũng hay xuất hiện cùng ba Hưng tại các sự kiện hay đến xem nam ca sĩ diễn trong các đêm nhạc. Đàm Vĩnh Hưng từng tâm sự, anh có thể chết 1.000 lần để con được sung sướng, hạnh phúc, đầy đủ và tài giỏi. Với Mr. Đàm, cả hai con đặc biệt là bé Tín như niềm an ủi động lực mang lại sức mạnh cho anh trong cuộc sống. Hoàng Bách bức xúc với VTV vì mời hot girl bình luận bóng đá. Nam ca sĩ cho rằng việc các hot girl không có hiểu biết về bóng đá bình luận chuyên môn là một thảm họa của VTV. 4 năm mới diễn ra một lần, World Cup luôn chứng tỏ là một giải đấu nóng nhất hành tinh, cho nên sống cùng với bóng đá là khẩu hiệu của nhiều bạn trẻ gia đình. Trong tháng diễn ra World Cup 2018,
Năm nay VTV lại tiếp tục thu hút sự chú ý với dàn hot girl xinh đẹp với trang phục nóng bỏng nhất tham gia vào chương trình bình luận trước và sau trận đấu. Như các mùa World Cup và Euro trước, các hot girl này chỉ chủ yếu tham gia vào công tác làm nóng trước trận đấu. Tuy nhiên lần này, VTV quyết định cho các cô gái trẻ thâm nhập sâu hơn vào công tác bình luận trận đấu. Các cô gái với trang phục bắt mắt trực tiếp tham gia chém gió cùng các chuyên gia về bóng đá. Với vốn kiến thức có hạn của mình, nhiều tình huống dở khóc dở cười và những phát ngôn khó đỡ được các cô thể hiện trực tiếp trên truyền hình quốc gia khiến khán giả ngán ngẩm, cư dân mạng bàn tán trái chiều. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Hoàng Bách đã bày tỏ sự khó chịu của anh đối với chương trình này của VTV. Nam ca sĩ cho rằng, việc lên hình các cô gái xinh đẹp trong một sự kiện giải trí là điều tốt, tuy nhiên chỉ nên dừng lại mức độ giải trí mà thôi. Việc để các cô gái lấn quá sâu vào hoạt động bình luận chuyên môn thì không nên để xảy ra. Hoàng Bách bức xúc vì sự góp mặt của các hot girl trong phần bình luận chuyên môn. Đôi lời cùng VTV World Cup, bóng đá và gái đẹp là một ý tưởng rất tốt. Nhưng cách các bạn đang làm thì thực sự rất tệ. Không chọn được người đủ tiêu chuẩn cho một sự kiện lớn, tốn mấy trăm tỷ đồng và nhiều sự quan tâm của cả xã hội thì nên dừng lại hoặc thay đổi. Để thấy này là lãng phí và thiếu tôn trọng người hâm mộ. Chẳng có cô hot girl nào từ chối được sức hút của việc xuất hiện trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia và những thời khắc nhiều đàn ông hứng hở như thế này. Nên đừng trách các em ấy. Con thiêu thân nào trốn được ánh lửa chứ, đưa các em lên thế này là giết các em và giết luôn cảm xúc của người xem bóng đá. Cho nên, theo tôi, nên cắt những phần xuất hiện vô duyên và nhạt nhẽo này. Bình luận đơn giản và giàu chuyên môn là được rồi, lâu lâu xuất hiện một em thật tươi. Không biết gì về bóng đá cũng được, nhưng ngồi cười và thả tim thôi, cấm cho nói. Nghệ sĩ có xuất hiện thì cũng nên kiểm tra một chút về trình độ bóng đá. Phải biết Maradona người Brazil và Pele thì là gốc Ấn Độ kiểu thế. Đừng để phí sóng, phí thời gian, thuế của dân cả đấy. Nhảy cầu nhiều có khi cũng vì cảm xúc bế tắc khi xem các em chém đấy, Hoàng Bách bức xúc. Trước đó, từ phía dư luận, nhiều người cũng lên tiếng về sự xuất hiện của dàn hot girl trong chương trình bình luận trước và sau các trận đấu thuộc World Cup 2018. Facebook Bảo Khanh chia sẻ, rất khó chịu khi thấy mấy bạn này xuất hiện ở phần bình luận, trong khi mọi người đang sục sôi vì bóng đá, mấy bạn lên nói lẩm nhảm như hài kịch, chưa kể ăn mặc thì họ đến nửa ngực rồi, phản cảm và chẳng có chút tinh thần thể thao nào. Cũng có những ý kiến nói thẳng đến các cô gái xinh đẹp như, bình luận thì cần kiến thức chứ không cần hình thức, cầu xin mấy em ở nhà đi, đừng lên sóng làm trò cười nữa, và cũng mong nhà đài dẹp luôn đi ạ. Hay khán giả của nickname Nhã Phương ngao ngán cho biết, em lạy luôn ạ, VTV không nên mời những hot girl này làm mất hình tượng chương trình thể thao. Từ ngày mấy chương trình bình luận có thêm mấy em này, em ngắm ngẩm luôn, mất cả hay, năm nay VTV làm World Cup dở quá. Bốn sao Nam Việt trao lời hẹn thề đúng tim trong ngày cưới với vợ, nghe mà ngất ngay, Trấn Thành vẫn không xến bằng Lương Thái Thành. Vân Anh, ông xã của Tú Vi, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh trao nhẫn cưới. Chuyện tình yêu của cặp đôi Vân Anh Tú Vi là một trong những mối tình lãng mạn nhất làng giải trí Việt. Cặp đôi quyết định về chung một nhà cách đây 3 năm. Khi lễ cưới diễn ra, cả chú rể Vân Anh lẫn cô dâu Tú Vi đều dành cho nhau những lời mà nghe xong ai cũng phải lụi tim. Nếu như Tú Vi xúc động cảm ơn Chúa đã cho cô gặp được người đàn ông trong mơ của mình, thì Vân Anh lại khẳng định rằng Tú Vi sẽ là cô dâu đầu tiên và duy nhất của anh. Bởi đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh trao nhẫn cưới. Vân Anh chia sẻ trước gia đình, bạn bè và quan khách, anh thích nhất câu nói của em, chúng ta cứ vậy đến già, và chúng ta hãy cùng thực hiện điều đó nhé. Đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng anh trao nhẫn cưới. Tú Vi cũng đáp lại ngọt ngào, em muốn mình sống bên nhau suốt đời và giữ lời thề nguyện hôm nay, anh là duy nhất của em. Cô còn nức nở, chúng ta người hụt cái này, người thiếu cái kia, may mắn Chúa đã cho em gặp anh, giúp em biết người đàn ông trong mộng của em là như thế nào. Lương Thế Thành, chồng Thúy Diễm, anh nguyện cùng em đi hết suốt cuộc đời này. Lương Thế Thành và Thúy Diễm bén duyên khi đóng chung trong bộ phim Trái Tim Hoa Hồng và Rau Muống Tháng 9. Cả hai là một cặp đôi hiếm có, nhận được sự ủng hộ của khán giả ngay từ khi bắt đầu công khai chuyện tình cảm. Thậm chí Lương Thế Thành còn tỏ tình anh yêu em với Thúy Diễm ngay khi nhận giải thưởng trên sóng truyền hình khiến ai nấy tan chảy. Trong đám cưới cổ tích, Lương Thế Thành hẹn thề rằng cho dù khó khăn, có thử thách đến mấy, anh cũng nguyện cùng em đi hết cuộc đời này. Và xúc động hơn khi anh khẳng định, nếu có kiếp sau, Thành vẫn chọn người con gái này làm bạn tri kỷ của mình.
Trấn Thành, ông xã của Harry Won, chỉ hy vọng mỗi khi có khó khăn, sắp buông tay thì mình nghĩ tới nhau, dù khi mới công khai chuyện tình yêu. Trấn Thành, Harry Won gặp không ít phiền toái và thị phi, tuy nhiên ai nấy phải thừa nhận họ thực sự là một mảnh ghép hoàn hảo từ ngoại hình, tài năng lẫn tính cách. Đám cưới của cặp đôi cũng thu hút được đông đảo sự chú ý bởi những câu nói ngôn tình mà Trấn Thành dành cho cô dâu Harry Won. Ngay trong hôn lễ, Trấn Thành nhiều lần rơi nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian yêu nhau đầy khó khăn, thử thách cùng Harry. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến vợ, người đã cùng mình vượt qua giai đoạn khủng hoảng để đến được bến bờ hạnh phúc. Xin cảm ơn Harry đã đồng ý cùng Trấn Thành mua một chiếc vé để đi cùng nhau hết quãng đời còn lại. Trấn Thành hy vọng chắc chắn là khi quyết định cưới nhau thì anh cũng không hy vọng cuộc đời này chỉ toàn nụ cười, chỉ hy vọng mỗi khi khó khăn, sắp buông tay nhau thì mình nghĩ tới nhau. Nam danh hài còn khẳng định rằng như một câu chuyện cổ tích nhiệm màu, Trấn Thành đã gặp Harry. Tuấn Hưng, chúng ta sẽ không bao giờ rời nhau, làm vợ anh nhé. Vốn nổi tiếng với những bài tình ca ngọt ngào như Nắm lấy tay anh, Tìm lại bầu trời, Ở ngoài đời, Tuấn Hưng cũng là người vô cùng lãng mạn trong tình yêu. Đám cưới của nam ca sĩ và bà xã Hương Baby được diễn ra trong sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ. Trong lễ cưới, nam ca sĩ đã dành tặng vợ một câu nói đúng chuẩn ngôn tình. Nhưng chỉ có trong tiểu thuyết, em là con thỏ, anh là củ cà rốt, chúng ta sẽ không bao giờ rời nhau, làm vợ anh nhé. Doanh nhân trung tính, chồng Đặng Thu Thảo, em sẽ không phải đối diện với điều đó một mình. Hoa hậu Đặng Thu Thảo được công chúng vô cùng yêu mến bởi sắc đẹp, tài năng và sạch scandal. Tháng 10/2017, Hoa hậu của Hoa hậu chính thức lên xe hoa với doanh nhân trung tính sau nhiều năm tìm hiểu. Ngay trong hôn lễ, doanh nhân trung tính đã nhắn gửi đến người vợ yêu thương của mình rằng anh không biết có thể giải quyết tất cả khó khăn mà em gặp phải hay không, nhưng anh chỉ biết rằng em sẽ không phải đối diện với điều đó một mình. Sau đó anh chàng lại tiếp tục đốn tim bao người với lời cảm ơn chân thành. Anh cảm ơn em vì em đã đến với anh để anh có cơ hội xây dựng một mái ấm gia đình của mình. Những lời chân thành nhưng dạt dào yêu thương của trung tính dành cho vợ khiến quan khách vô cùng cảm động.